Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết vận hạn của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong năm Tân Sửu 2021 nhé. Tuổi Tân Mùi năm 2021 cho thấy cục diện xung thái tuế báo hiệu đương số sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống này. Tuy nhiên thì lửa thử vàng, gian nan thử sức, đừng vì thế mà nản lòng. Vận mệnh nằm trong tay đương số vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng chính cái năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm bạn chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói, hành động có chừng mực. Dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì là quá đáng ngại. Tài lộc có dấu hiệu bị thao tổn, đặc biệt là rủi ro trong các dự án bất động sản. Đồng thời còn dẫn đến sức khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ tai họa bất ngờ. Đối với công việc làm ăn thì công việc gặp nhiều trở ngại trong năm 2021. Hiệu suất giảm sút, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên ảnh hưởng tới đường tiến thân. Năm 2021 cho thấy xung thái tuế và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến cho đương số khó kiểm soát được cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc sẽ lấn át khiến người xung quanh. Nếu không cẩn thận bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong năm Tân Sửu sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, nhưng không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Đối với tiền bạc và tài chính, do cục diện xấu lại có đại hao chủ tử hao tán tiền bạc, ảnh hưởng đến vận trình tài lộc do giảm sút hơn nhiều so với những năm trước. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt được kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều, nhưng lãi thì chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý thì bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, bạn hạn chế nên tham gia đầu tư các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà đất vội vàng, nếu không sẽ bị sập bẫy kẻ lừa đảo vì chính cái sự nóng vội của bản thân, tiền một đi sẽ không trở lại. Còn đối với tình duyên gia đạo thì gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên sẽ ảm đạm, người độc thân khó cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy bảo thủ của bạn còn gây ra phản cảm, tạo ấn tượng xấu đối với đối tượng bạn thầm yêu mến, nên tình cảm càng sẽ thêm bế tắc hơn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu thì cũng sẽ hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Về sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi trong năm 2021 dễ về mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng, bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm mà thôi. Có điều chú ý là đi lại cẩn thận để phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ. Nhất là thai phụ hết sức chú ý về vấn đề đi lại, kẻo dễ bị động thai, thậm chí là sẽ sảy thai. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hóa giải vận hạn của tuổi Mùi năm 2021 này, thầy Gia Cát có khuyên bản mệnh nên sử dụng vật phẩm phong thủy có tên gọi là Kim Bài Thái Tuế năm 2021. Kim Bài Thái Tuế năm 2021 Tân Sửu là vật phẩm phong thủy nghênh đón thái tuế, hóa giải vận hạn của 12 con giáp trong năm 2021 này. Trong phong thủy, thái tuế là một trong những thần sát lớn nhất trong năm. Thái tuế là mộc tinh, vận hành cứ 12 năm sẽ được một vòng, tương ứng với vị trí của 12 con giáp. Mỗi năm thái tuế đến một phương, tương ứng với vị trí con giáp ngự trị của năm đó. Năm 2021 Tân Sửu, thái tuế tại Sửu là Dương Tín đại tướng quân. Vậy nên năm 2021 tuổi Sửu sẽ là con giáp đầu tiên bị phạm vào thái tuế. Trong năm 2021 thì có 5 con giáp bị phạm vào thái tuế, đó chính là tuổi Sửu bị trực thái tuế, tuổi Thìn phá thái tuế, tuổi Ngọ thì hại thái tuế, tuổi Mùi thì xung thái tuế. Còn cuối cùng đó là tuổi Tuất thì sẽ bị hình thái tuế. Quý vị và các bạn thân mến, với những tuổi phạm vào thái tuế, biết để mà nghênh đón thái tuế thì mọi việc sẽ hanh thông. Nếu lỡ mà không biết bị phạm vào thì hung họa sẽ khôn lường. Trong phong thủy từ xưa đến nay thì mỗi khi đêm mới đến sau lễ cúng giao thừa, người ta sẽ thường sử dụng một kim bài thái tuế để có thể nghênh đón thái tuế, xu cát tị hung, đón may mắn và tài lộc cho năm 2021. Kim bài thái tuế năm 2021 được mạ vàng 10K, trên có in hình thái tuế niên năm 2021 là ngày Dương Tín đại tướng quân. Mặt sau thì có khắc bát quái thất tinh bắt đầu kèm theo niên hiệu của thái tuế năm 2021. Khi mang theo kim bài thái tuế bên mình, bạn sẽ được ngài che chở trong suốt năm 2021, từ đó công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn. Kim bài thái tuế 2021 đấy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, kim bài thái tuế bạn có thể để trong ví, trong bóp hoặc sau ốp điện thoại cũng được nhé. Điều đặc biệt sẽ là kim bài thái tuế sẽ được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn khi sử dụng vật phẩm này. Quý vị và các bạn muốn thỉnh vật phẩm kim bài thái tuế này, hãy liên hệ ngay tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh trực tiếp vật phẩm này. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên là thỉnh ngay kim bài thái tuế để có thể hóa giải vận hạn của năm 2021 Tân Sửu này.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.